chào buổi sáng mọi người. Bảo Ngọc đang ở dưới chân cầu Bình Lợi đây mọi người ơi. Đó, một cái nồi đang lửa bập bùng nè, mọi người thấy không? Đây là cái nồi mà anh lực sĩ Luật Độ Phộng đã từng xuất hiện trên các tờ báo. Thì giờ mình sẽ tiến gần coi hiện tại thì anh đang làm gì nha. Anh đang làm công đoạn là rửa đậu phộng để cho sạch trước khi mà mang vào nồi nấu. Anh đi ra mất tiêu rồi. Đây, để lại gần cho mọi người thấy đậu phộng nha. Đó, đây là cái nồi đậu này các bạn. Bự không? Có nồi nó có. Nhiều người nói là anh tập gym đúng không? Nhưng mà thực chất là không phải, do công việc của mình á. Wow, nhìn con. Nhìn anh làm đúng là cũng nhanh nhẹn nha. Bởi vì rồi rất là dễ dàng. Công việc ngang nhập dây. Cái này cũng lửa đốt cho chín cái này luôn anh. Sao biến đầu phòng nó chín của ta quá ta. Đi đổ riêng này, nó bảo tên trong cái trong phòng này. Mọi người thấy là anh giống là lực sĩ hay không? Và cái việc luộc đậu hàng ngày thế nào khiến thân hình anh trở nên cường lực như vậy là do cái việc mà mình phải chở đậu nè, xong rồi đó là mình phải vớt đậu ra. Và chắc có lẽ là anh cũng không cần đến thành tiên mà chỉ cần là luộc đậu hàng ngày thôi sẽ tăng sức khỏe cũng như là cái thể lực của mình. Rồi nhìn thân hình rất gọn vỡ đúng không? Cái đầu phòng này mình luộc trong khoảng thời gian bao lâu rồi? 3 tiếng. 3 tiếng rưỡi. Là mỗi buổi sáng mình dậy từ sáng sớm mình luộc ha. Khoảng mấy giờ thì anh bắt đầu luộc hả? 4 giờ 5 giờ. 4 giờ 5 giờ là mình dậy mình rửa đậu luôn ha. Nóng ha. Này xưa mua lợn của bò. Này mình luộc khi nào thì mình biết nó chín rồi. Đó. Khi nào thì mình biết nó chín. Thì mình canh kiến hồi chứ. Mình nấu thì nó quen rồi. Biết là chín. Rồi tôi tia xem nhé. Anh cơ bắp vậy có xô đồ biết có đi tập thể dục gì mà hay là giờ bớt đậu thôi à. Cái này, anh có đi tập thể dục không? Làm biết là có chưa dài chưa. Sao quá lớn. Ủa tại sao mình phải bỏ lửa thêm vậy? Nó chín đậu nha. À phần đậu phần dưới là mình chưa chín hả? Quá trời nóng. Mình đứng đây mà mình thấy là rất là nóng luôn á. Nhưng mà anh đứng cạnh nồi đậu nãy giờ và cũng như lúc luộc và cũng như là lúc nhúc ra thì thấy mọi người thấy rất là hay đúng không? Tại vì trời Sài Gòn bây giờ cũng là 40 độ nhưng mà việc đứng cái cạnh bếp lửa này thì rất là hay và sức cũng rất là dẻo dai. Rồi đậu đỏ lửa luôn các bạn.
Mấy củi mình lấy đâu về? Củi hả? Hả? Củi những con kênh rồi bó đó. À, kênh nó làm xong rồi bó. Anh chắc dưới miền Tây đây rồi, hay là quê đâu anh? Ở miền Trung. Miền Trung à? À. Quê anh ở đâu? Ở Phú Yên. Phú Yên à? À. À thì nói chung là mình làm, tự mình làm, mình nấu thì anh em bán thì nó cũng như nhau à. Như ông thợ nấu đầu ấy, ông có làm gì đâu. Anh làm cái này lâu chưa? Vậy thì nó cũng cũng lâu. Dạ. Khoảng 5 năm chưa? Ừ thì cũng có 10 năm. 10 năm. Anh làm, anh nấu cái này có khi nào bị phỏng được không? Có chứ. Không. Cái nào mà nó nuốt. Giờ gặp lừa miếng rồi nó. Vắng mọi người thôi hả? Bây giờ nó dính nó xong. Phỏng là mình chưa chạy cho. Phỏng là mình đỡ tới khi nó nâu nước lên kia mình chọn nó xịt nước ra hết chị. Từ nó khỏi chứ ha. Ý em hỏi vấn đề chút. Ý là em thấy hình như là anh có bị thương trên người á, nhưng mà sao mình cũng vẫn tiếp tục làm cái công việc này. Ờ thì nó lên mình làm cho có được. Nhưng mà khi hình như là cũng phải mổ á, thì nó có ảnh hưởng đến cái việc mà mình khuôn vác bây giờ không ạ? Không, bình thường, không có lên xương. Thì tầm 4 giờ, 5 giờ, 3 giờ là mình thức, mình làm gì vậy? Ừ, thức tầm cờ đất. Rồi lúc đầu chờ hèn gì mình nấu. Phải nhóm lửa rồi, lúc đó mình cũng phải nhóm lửa đúng không? Ừ. Lửa củi rồi mình có rửa nồi kia nọ luôn. Ừ, có. Rửa nồi, rửa đậu rồi sạch sẽ. Rồi vơ thì cũng có công việc như vậy. À, anh lấy vợ Sài Gòn luôn. Hả? Vợ anh quê Sài Gòn luôn. Có ở vơ luôn, cùng quê. À, ở cùng quê luôn thì đỡ ha. Nhưng mà trước kia anh làm nghề gì mà bây giờ mình làm nghề đậu? Ý là ban đầu ấy. Ừ, thì cũng đi bán đồ phòng kia. À. À trước kia mình bán đậu phộng sao mình thấy là nó đó quá, mình chuyển qua mình ba mình luộc đậu phộng luôn. Nồi thì nó dài dài đặt nồi vậy mình nấu cho nó dở ít nhiều. Bán quá sụn nữa. Cứ nấu vậy mình đặt rồi đấy. Tức là người ta đặt bao nhiêu thì mình nấu bấy nhiêu thôi. Ừ. Thì hôm nay mình nấu là về hai mẹ ha. Ừ, nấu mẹ. Mà cái này chưa chín mình nấu. Là khoảng nhiêu anh? Khoảng ba tạ. Ba tạ một ngày ha. Mọi người thấy quá trời đậu luôn. Đây là một công đoạn đầu tiên khi mà anh bỏ đậu vào ruộng ra. Mình lựa sau mình bỏ ra hả anh? Ừ, lựa sau bỏ ra. Một ca nhà mình lựa phải bao nhiêu tạ? Thì đó, mình muốn năm tạ đó. Đi gửi cho khách. Ủa là cái này là đậu luộc rồi hả? Luộc rồi, luộc rồi đó, luộc sớm rồi đó. Trời ơi, em xuống rồi, xuống rồi. Lửa là hư, cái nào cũng hư, đi bán thôi. Hư là đổ ra. À. Còn à, còn nên là nên giao cho khách. À. Giao cho khách hàng. Nhưng mà em thấy quạt kia là có tác dụng gì anh? À, khô nó tránh đậu. À, à, đó, sẵn rồi. Cái lửa nó khô cho đậu nó tránh. Cái bí quyết của mình để cho đậu trắng là lúc mà bớt ra này là phải cho quả này. Ờ, bạn không là nếu mà không có khô là đậu nó ấm, anh em. Chứ không nói gì. À, anh thắc mắc là sao mà hai anh cũng làm đậu mà không bớt cho mắt gì hết hả? Giờ không biết nữa, làm ít chứ thôi. Mình có công đoạn cho đảo đậu giống như anh ấy không? Anh sao mà thấy là cơ bắp không có nè? Do cơ bắp là tốt quá, cơ bắp đi chứ. Cơ bắp chuột mà. Khi dạy mình làm biết mười giờ mười một giờ à khuya thì làm biết rồi, còn mà bữa ngày thì từ 5 giờ tới 11 giờ cũng cực quá ha, nó nóng. Tụi em đứng gần đây mà thấy nó nóng rồi. Cái đậu này là mình cung cấp cho chỗ nào vậy anh?
thú á, thành phố ở Long An luôn đó. Ồ, Long An nữa hả? Dạ, một ngày mình vài tấn thôi. Đó. Vài tấn đó hả? Đấy, anh đội cái nón đẹp kìa. Cười tươi nữa, làm nóng rồi vẫn cười tươi. Xoay cái này thì kiếm đánh cho nó sạch và cái mùi đất nó lên xong lên mũi. Còn phòng sau khi mà đánh xong thì bây giờ là nó sạch trắng bên ngoài. Hồi nãy nó bám đất quá trời luôn. Bạn đánh khoảng bao nhiêu phút thì xong á? Nó sạch luôn. Bạn đánh khoảng bao nhiêu phút thì nó sạch? Chừng này mình thấy nó sạch rồi, mình lấy rồi đi. Cho mọi người xem là đây là cái nước mà đậu đã ra, cái nước đất nó phải đất. Thì cái nước này anh sẽ đem đi đổ đi để chứa cái phần xoài nó sẽ rửa còn lại. Những thiết bị của anh. Mùi đậu thơm ghê. Rổ này mình hớp thì bao nhiêu? Đầy gỗ luôn á. 10 kg. Ôi 10 kg chứ. Luộc bây giờ luộc tiếp anh có luộc không? Hết rồi không? Hết luộc rồi. Anh có thấy là một lần thì anh vớt đậu ra là tầm cái rổ là 10 kg. Nói chung là vì vậy mà sức lực cũng tăng cường theo những lần vớt đậu. Đây là cái cây anh vớt đậu nha mọi người. Thử cầm đi. Đây là gì nhỉ? Cũng khá nặng đó. Khi mà vớt đậu từ cái lò cao thì có thể là dùng sức lực rất là nhiều để nâng nó lên và cũng như là lấy đậu nó ra khỏi cái lò to. Đây là cái cây vớt đậu của anh. Dưới đây là một cái thao như là vậy. Sau khi mà rửa xong thì bây giờ rửa lại nó sạch để cho nó sạch hơn. Anh đang vớt những hạt đậu cuối cùng. Bởi vì là sắp nấu xong rồi đó mọi người. Cuối cùng đó là mình lấy cái thau này vớt rồi. Mình múc ra. Ủa cái này mới là nóng đây. Đây là kết thúc một ngày, kết thúc một ngày của anh Lục Phỉ của chúng ta là rửa nồi đậu khổng lồ và cuối cùng thì đã vớt đậu xong và cũng như hoàn thành một cái buổi làm từ 3-4 giờ sáng đến giờ.